Thưa quý vị, là một trong những tuyến đường trọng yếu có mật độ phương tiện tham gia giao thông khá cao. Tuy nhiên, đã hơn 10 năm qua, tuyến đường từ ngã ba Phú Hội đi xa đảo Quỳnh Tà Năng của huyện Đức Trọng đã bị xuống cấp trầm trọng. Có những điểm bị sụt lún tạo thành hố sâu. Điều này không chỉ gây khó khăn cho người dân và phương tiện khi tham gia giao thông, mà còn dẫn đến nguy cơ mất an toàn khi lưu thông trên tuyến đường này. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Ổ gà, ổ voi, đất đá lởm chởm. Thậm chí có điểm tạo thành những hố động nước sâu như thế này. Đó là thực trạng chung tại nhiều điểm của tuyến đường đoạn từ xã Phú Hội đi đảo Quỳnh Tà Năng Đức Trọng. Theo một số người dân thì thực trạng này đã kéo dài hơn 10 năm nay, đến nay vẫn chưa được xử lý. Do cái tuyến đường cho nên là nông sản của giá nông sản của bà con là tụt rất nhiều so với cái giá của thị trường, cho nên là cái ý muốn của bà con nông dân cũng muốn làm sao mà có được cái con đường tốt nhất là đường bê tông nhựa nóng để rồi cái phục vụ cho cái sinh hoạt dân sinh và cái đi lại của các thầy các cô trên cái tuyến đường cho nó thuận tiện. Tuyến đường từ ngã ba xã Phú Hội đi đảo Quỳnh Tà Năng Đức Trọng hay còn gọi là đường DH6 có chiều dài gần 25 km. Riêng đoạn đi qua ba thôn Cờ Nai, Lạc Lâm, Lạc Nghiệp, xã Phú Hội có chiều dài 14 km. Đến thời điểm này chỉ mới hơn 1 km dẫn vào khu công nghiệp được nhựa hóa. Số còn lại nhiều năm qua vẫn chỉ là con đường đất đá cấp phối. Nắng thì bụi bẩn, mưa thì lầy lội trơn trượt, khiến cho việc lưu thông vận chuyển nông sản hàng hóa đi lại của người dân hết sức khó khăn. Anh thấy đó, xe đi qua là lúc nào nó cũng lầy, mà nói chung là đường thì quá khó khăn, nó hư hết rồi, mà cũng nhiều lần cũng nhờ kiến nghị lên trên trung ương ban tỉnh để cho nâng cấp đường, nhưng mà cũng không thấy như là đưa xuống dưới đây để nó làm rót tới đây. Hôm tai nạn là chỉ có tai nạn về xe ngã rồi xe sập cầu, chứ còn không có dẫn đến tai nạn chết người. Tại chạy quá chậm mà làm sao mà mang xảy ra tai nạn nghiêm trọng đó được. Được biết, năm 2005, tuyến đường này được lập dự án đầu tư từ ngân sách của tỉnh. Ban đầu có tổng mức đầu tư 186 tỷ đồng. Đến năm 2012, được điều chỉnh lên 267 tỷ. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, sẽ rút ngắn khoảng cách lưu thông từ chợ đầu mối nông sản Đức Trọng vào trung tâm xã đảo Quỳnh từ 42 km xuống còn 25 km. Đồng thời giảm chi phí vận chuyển, nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân và phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tuy nhiên, vì chưa có vốn nên chưa thể thực hiện. Bức xúc trước tình trạng xuống cấp của tuyến đường, người dân và chính quyền xã Phú Hội đã nhiều lần kiến nghị đến các ngành chức năng, đề nghị tu sửa nâng cấp, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai. Qua mấy lần sửa chữa là do nguồn kinh phí của nhân dân đóng góp bằng một người 200, 300 cái đó, thì năm nào chúng tôi cũng sửa chữa hết. Cho nên cái con đường này là nó xuống cấp, là theo như tôi nghĩ là nếu đợt này mà không có sự hỗ trợ của nhà nước thì nhân dân không bao giờ làm nổi nữa, vì họ đóng góp nhiều lần lắm rồi. Tại vì cái này là cái con đường này, cái đường huyết mạch, đường mà để bà con nhân dân ba thôn cũng như là những địa phương khác đi qua cái con đường này thì ảnh hưởng rất lớn. Và vừa qua thì qua các cái đợt tiếp xúc cử tri, tiếp xúc đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân huyện, thì chúng tôi đã có kiến nghị thì đến với các quý vị đại biểu này để mong sao các cấp ban ngành chức năng sớm có cái nguồn kinh phí để mà nâng cấp hoặc là làm mới cái tuyến đường này để đảm bảo cái việc sinh hoạt đi lại của bà con nhân dân cũng như là cái việc mà giao thương hàng hóa của bà con nhân dân. Hiện nay mong mỏi lớn nhất của người dân xã Phú Hội nói riêng và các địa phương lân cận của huyện Đức Trọng đó là tuyến đường này sớm được đầu tư nâng cấp. Điều này không chỉ giúp bà con ổn định cuộc sống mà còn tạo điều kiện để cho họ đi lại thông thương hàng hóa, góp phần làm thay đổi diện mạo của địa phương.